Hoài Tâm xin cảm ơn công ty Hoàng Trâm Jewelry đã đồng hành cùng với chương trình. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Hello cả nhà. Dạ, em đang ở Việt Nam, nhưng em không phải ở Sài Gòn, mà em đang ở Vạn Phúc City. Đây là một cái nơi mới ở bên quận 9 và nó rất... Ở đây là thành phố Thủ Đức, cơ mà anh Hoài Tâm. Và nó rất là đẹp và rất là sang trọng. Ở phía bên tay phải của Hoài Tâm thì quý vị hồi nãy có coi thấy sơ sơ, đó là sông Sài Gòn. Còn phía bên tay trái, bên đây tay phải chứ, bên đây tay trái nè, đây tay phải là chính dãy nhà, nó gọi là mansion, biệt thự cao cấp khủng khiếp, luxury và rất sang chảnh. Chính căn này giống nhau hết. Nếu mà quý vị đoán sơ sơ, nếu mà những người nào mà thực loại là như fan cuồng của YouTube đó, đồ này nọ hay tìm tòi thì sẽ thấy cái chính dãy nhà này rất là quen, thì quý vị sẽ đoán được là chuyện đàn ông của Tâm ngày hôm nay Tâm sẽ phỏng vấn ai. Đây là một người đàn ông rất đặc biệt. Thứ nhất là Hoài Tâm rất là thân với người đàn ông này. Anh ta là một thạc sĩ, ca sĩ, một nhạc sĩ và là chồng của một nghệ sĩ. Ngôi nhà này là ngôi nhà hạnh phúc của người đàn ông đó và của người nghệ sĩ đó. Có ai đoán được người khách mời đặc biệt của Hoài Tâm ngày hôm nay là ai không? Hãy cùng Hoài Tâm bước vào trong. Vừng ơi, hãy mở cửa ra. Cửa không tự động mở, em tự mở được không? Cái cửa ta nói trời ơi, nó nặng mấy trăm ký luôn á. Đẩy hai cánh cửa mà tôi nói toát mồ hôi luôn nè. Dạ, nhưng mà nhờ cái tập tạ, người có cơ bắp rồi mới có sức để đẩy. Ê chà, tiếng gì vang vẳng ở bên đó vậy ta, trong đó vậy, nghe rất quen quen. Vô coi nè. Và thưa quý vị, người khách đặc biệt đó không ai khác hơn trong chuyện đàn ông Hoài Tâm ngày hôm nay, đó chính là ca nhạc sĩ Hoài Phương. Hoài Phương xin thân ái chào tất cả quý vị. Hello anh Phương. Chào Tâm. Long time no see anh Phương. Long time no see. Welcome. Hello anh. Không ngờ là em sẽ gặp anh Phương ở ngay tại Việt Nam này. Thưa quý vị, là Hoài Tâm hồi nãy giới thiệu với quý vị đó, anh Hoài Phương là một thạc sĩ, một ca sĩ, một nhạc sĩ và là chồng của một nghệ sĩ. Và có một điều quý vị chưa biết, có thể là chưa biết về anh Hoài Phương, thì anh ta còn là một giáo sư dạy âm nhạc tại một trường đại học ở bên Mỹ. Cho nên là quý vị thấy không gian của anh Phương lúc nào nó cũng rất là nghệ thuật, rất là artistic. Bởi vì quý vị thấy không, đi đâu ảnh cũng vậy. Ở bên Mỹ, nhà anh cũng tậu một cây đàn piano màu trắng. Về đây anh cũng say sưa, anh tậu cho mình một cây piano nữa. Anh Phương, anh ở nhà cái không gian của anh trang trí nó rất là hòa nhã, nó nhẹ nhàng ghê luôn á. Bước vô tự nhiên em thấy tâm em nó thanh tịnh dễ sợ luôn. Hồi nãy anh còn tâm thanh tịnh nghe như là đi vào chùa không mà nghe. Dạ không anh, tại nãy em thấy vô nó rất là nhẹ nhàng, trời em thấy em bay bổng. Dạ, một cái con người rất là nghệ sĩ tính luôn. Anh về đây bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi Tâm. Quen chưa? Quen chứ, ngay từ năm đầu chắc là mất độ vài tháng là quen rồi. Anh hay ấy, em cũng đi năm em đi trước anh chắc chừng 3 năm, em đi năm 90. Anh đi, em nhớ như anh đi năm 93, 94 gì đó, mà anh cũng ở lâu mà anh về anh cũng thích nghe hay ha. Chắc có thể là có đây có vợ có con. Đúng rồi, có lẽ là có vợ có con thì tự nhiên mình
coi đâu, ở đâu có vợ có con đó coi đó là nhà rồi mà, cho nên là cũng dễ thích nghi thôi. Cái này là cái nhà đấy đó ha anh. Cái này thích anh bao nhiêu anh ngồi xuống. Mình ngồi xuống xong là mình ngồi nói chuyện ha. Ủa anh Phương, anh với bé Việt Hương là bao nhiêu năm rồi nhỉ? 17 năm. Lấy nhau 17 năm. Lấy nhau là 17 năm rồi. Quen biết nhau? Quen là 18, 19 năm rồi. Coi như là em biết bé Hương trước anh Phương đó. Đúng rồi. Cho nên là quý vị biết không, nguyên một cái quá trình của hai vợ chồng anh Hoài Phương với Việt Hương là không ai rành hơn em hết. Dạ. Quý vị muốn biết gì dạ cứ inbox em, dạ comment phía dưới, dạ hỏi cái gì em trả lời hết. Rồi bao nhiêu bí mật để lộ hết rồi. Dạ giống như vậy nè, ở ngoài khi em biết bao nhiêu người vlog chạy qua chạy lại, mấy người YouTuber đó họ chạy qua chạy lại là họ nói nhà này nhà có Việt Hương không, nhưng chỉ có một mình em biết đây là căn nhà biệt phủ riêng của anh Hoài Phương, còn nhà của bé Việt Hương hình như dưới quận 10. Cái này là mình nhận nhà thô, nhưng mà để mình làm cái phần nội thất thì mất hơn một năm, khoảng độ một năm hai tháng gì đó, năm hai đến ba tháng. Thật sự ra đó mình chạy qua mình không biết, mình đoán thôi, nhưng mà vô trong cái không gian của cái căn nhà, cái cách trang trí, cách trưng decoration ở trong nhà là mình sẽ biết được cái người đó là nghệ thuật cỡ nào, và vô đây mới biết là nhà của anh Phương. Nhìn nè, đang ngồi phòng, cái này là một cái phòng khách. Quý vị có không, ngồi trong phòng khách này nhìn ngược lại là một cái sân khấu rất nhỏ để một cái đàn piano. Bà Diệp Hương bắt đầu cũng biết đánh đàn piano. Bà chỉ tấu hài giỏi thôi. Dạ chứ chuyện đâu có hát, là em nhìn vô lại biết là cái không gian riêng của anh Phương, rồi có cái đàn guitar nữa. Quá tuyệt vời luôn. Anh với Hương dựng đây là một cái sân khấu nhỏ để là một cái nơi mình bạn bè ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Một cái sân khấu nhỏ nhưng mà mình nhìn thấy nó giống như thường về sân khấu nó phải hay có cái màn đồ này nọ rồi này, thì anh lại để với đó là hai cái bức tường bằng da. Em thấy hình như bằng da đúng không? Tức là hai vợ chồng là có cái ý này, mình không muốn làm một cái sân khấu, cái nhà nó thành một cái sân khấu. Cái sân khấu nó là cái sân khấu, còn bây giờ đây là cái căn nhà mình để một cái gọi là một cái sân khấu nhỏ để mà mình có thể mình đứng lên mình nói chuyện. Thực ra là ấy cũng là bởi vì mình cũng dìm hàng một tí, cô ấy hơi thấp cho nên mình phải làm cái bục nó cao hơn. Cô trèo lên đây cô đứng cô nói, người cũng nhìn thấy cô ấy. Đừng có nói cho cô biết. Mất công vậy là ăn đòn đấy. Build cái nhà này, anh xây cái nhà này là mọi cái thứ đều là có ý đồ hết, kế hoạch hết. Tại vì hai vợ chồng là đều là nghệ thuật, làm nghệ thuật cho nên là mình muốn có một cái sân khấu, là một cái chỗ để mà mình có thể mình tiếp những cái người bạn của mình, những vị khách quý của mình. Thì có thể có cây đàn, anh em nghệ sĩ có thể lên chơi đàn, hát cũng được, rồi là mình lên mình nói chuyện với nhau. Dạ đúng, dạ đúng, anh bạn xung quanh là anh em ca nghệ sĩ rất là nhiều, cho nên có những buổi tiệc gia đình anh em lên hát hò chung rồi và uống rượu đỏ phần đầu này là đúng không? Ở bên Mỹ mình hay có những cái buổi mà family reunion, Christmas, the Thanksgiving, the tiệc tùng. Dạ đúng. Vì thường em thấy là sân khấu hay là trong phòng thâu á thì mình hay có cái để mấy cái miếng bằng mút á, cách âm thì anh lại để bằng da. Cái này mình không phải làm là để cho cái mục đích nó thành một cái nơi mà để mình thu âm hay là một cái sân khấu chuyên nghiệp. Cho nên là cái này mình làm nó vừa mang tính chất decor và vừa mang tính chất là nó là Phương làm ốp da trở để cho nó không có bị rội ấy. Thì tại vì trên mình đang làm kiếng mà ở dưới này mình làm nó có cái độ vòng tròn này, thì thường là nếu mà mình không làm cái đó thì nó có lẽ là cái âm thanh nó sẽ bị rội ra, mình không hay nhưng lắm. Nhưng mà mấy cái này là phải là custom made hết. Cái này tất cả, thực ra tất cả mọi thứ trong nhà này đều là custom made hết. Thì chẳng hạn như cái miếng da mà Tâm đang nhìn thấy ấy, thành từng sọc như vậy ấy, là Phương từ đầu là định làm bằng da cá sấu. Nhưng mà sau này thì thấy là thứ nhất là cái da cá sấu ấy thì nó xấu quá hả? Không. Nó rất sang trọng, rất đặc biệt nhưng mà nó rất là mắc tiền. Nhưng mà một cái là nữa là khi mà mình làm lên như này thì mình nối những cái, tại vì một con cá sấu mà người ta có cắt con cá sấu lớn lắm nữa thì nó chỉ có một khúc này thôi. Thì người ta phải nối từng con, tức là nếu như một mảng tường này mình làm thì rất nhiều con cá sấu vậy, vào thì nối vào. Vậy thì mình... da con nào mà nó bự mà nó dài dữ vậy? Cho nên là cái này là mình làm bằng cái da đà điểu. Thì cái da đà điểu này thì nó nối vào với nhau như này, thì nếu như khi mình nhìn gần vào thì nó có những cái họa tiết, cái chấm của cái lông đà điểu ạ. Thì nó sẽ ấy hơn mà nó mịn màng hơn thì nó không có bị giữ như là da cá sấu. Đó, cho nên là cuối cùng mình quyết định là dùng da đà điểu ở đây để làm những cái này. Em rờ thử coi, da đà điểu nó có khác với da mấy cái da khác không?
Dạ. Nó vẫn mềm mềm. Dạ. Rất là điều gì đặc biệt là nó có cái chấm này. À. Nó là cái lỗ chân lông mà họ nhổ cái lông ra rồi. À. Cái lỗ này là lỗ chân lông này. Đó. Ủa anh ơi, nhưng mà mình làm cái miếng da đà điểu này rồi nó có hép được do cái gì, cái nó có cái tiếng cái giống như trong nó cái tiêu âm á. À, tức là tại vì mình không muốn làm bằng một cái bức tường cứng cho nên mình làm cái này nó trong mình lót xốp, lót mút ở bên trong. À. Rồi là bên ngoài mình bọc da này thì là cái âm thanh nó không có bị dội ra ngoài, nó để nó tiêu âm đi. À, vậy là coi như là nó cũng có hép cho đừng có vang, đỡ vang hơn. À, cũng như là nếu mà em mà lên đứng hát là cũng nghe được lắm phải không anh? Được, ai hát là cũng hay hết, tại vì Phương có echo vặn lên là hát thoải mái. Oh, ok. Thật sự ra đó, nhiều người cứ nghĩ rằng là thì Phương là một nghệ sĩ, một danh hài nổi tiếng không, là ở nhà là chắc là anh Phương sẽ cười nghiêng ngả đâu nè. Sai. Tại vì Việt Hương ở ngoài đi làm rồi lại đi diễn rất là nhiều, làm cho mọi người vui rồi. Yeah. Cho nên về nhà cô thu lại, cô nghiêm nghị hơn, ít nói hơn, nhiều khi chắc là để nghỉ ấy. Yeah. Về nhà, bây giờ mình về mình trách nhiệm mình làm cho cô ấy vui. Yeah. Về nhà là anh Phương có nhiệm vụ ca múa hát. Hoài Phương bung miếng hoài em, mà bà không cười bằng cái miếng của mình, mà bà cười là bởi vì tại sao cái miếng vô duyên vậy? À, thì ra sau bao nhiêu năm anh ấy đã hiểu lý do tại sao bé Việt Hương cười khủng khiếp à. Thì ra tại sao cái miếng nó nhạt như vậy mà ông vẫn thả ra đó, vẫn thả ra, vẫn vung mà rất là vô tư và anh rất là tự tin với cái miếng đó của mình. Cái đằng sau này là một cái tấm phù điêu mình cắt CNC gỗ. Phù điêu là gì? Phù điêu tức là một cái tấm trang trí đó. Nhưng mà cái này thì mình giống như là cái miếng phong vậy đó, phong. Nhưng mà cái này thì nó có cái hình, có thể mình nhìn thấy là cái hình nó là hơi xoắn như này, nó là cái nhiều như cái vòng xoáy của cuộc đời. Người nghệ sĩ thì nó bay bổng, thì có những cái cơn gió nó đưa mình lên, đưa mình xuống. Thì nếu mà tiếp theo thì mình chắc là mình sẽ đi một vòng để Phương sẽ giới thiệu với Tâm thêm về những cái mọi thứ trong nhà này nó đều có một cái ý nghĩa nào đặc biệt. Còn cái này nó là nãy như à, nãy em nói đó, anh ta nói đó, tấm phù điêu mà mình làm bằng CNC, nhưng mà thực ra cái CNC nó chỉ cắt đến mức nào rồi là đến đây là người ta thợ người ta phải đục đẽ bằng tay, nó là bằng gỗ, họ đục cái này là tay. Đục đỏ bằng tay luôn hả? Họ lên họ điều chỉnh bằng tay hết rồi là họ sơn lên như thế này, chứ nó không phải là bằng nhựa. Nhiều người tưởng là bằng nhựa nhưng mà không phải. Quá đẹp. Tại vì thật sự là em thấy trong em nhìn vòng vòng xung quanh em thấy cái gì nó cũng cong cong nha, không có cái gì thẳng lắm nha. Em thấy nè, cái ghế này quý vị thấy không, cái ghế nó cũng cong cong cong, hai cái ghế nó không có thẳng vậy. Thường ghế salon người ta là thẳng ngang dọc đúng không, tự nhiên này nó cong cong, cái này nó cong cong thẳng thẳng thì cái này nó thẳng thẳng này đó, thấy không? À, vuông này đó. Nó vuông nó thì nó phải nói chung là nó hài hòa với nhau để mình không phải là cong không mà cũng có cái thẳng mà cái vuông. Ở nhà này á là cắm hoa là Hoài Phương, chứ Việt Hương không bao giờ cầm vào một cọng hoa nào hết. Em nói cái gì rồi, dạ ở ngoài ai cũng tưởng đâu là dạ bé Hương làm cái này, bé Hương làm cái kia, bé Hương không có biết làm. Nhất là nói về hoa mà trời ơi tỉ mỉ biết cái này là chỉ có anh Phương thôi. Em nhìn vô em đoán vậy, em hỏi thôi chứ em biết là anh Phương làm. Thực ra là đó là cái cá tính của hai vợ chồng hòa hợp với nhau được là bởi vì Hương lại nhìn những cái việc lớn, nhìn mọi thứ bằng một cái toàn cảnh, còn Phương là đi vào chi tiết. Cho nên xây cái căn nhà này cũng như vậy, tức là Hương sẽ nhìn vào cái toàn cảnh, tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, căn phòng này chỗ này, căn phòng chỗ kia, nhưng mà đi vào chi tiết là Phương sẽ đi vào chi tiết từng cái cm này, làm Phương làm việc với cả bên thiết kế, bên đội thi công và tất cả các cái đơn vị khác mà để làm cái căn nhà như thế này. Ủa, ở đây cũng có một miếng phù điêu nữa nè. Đó, cái tấm phù điêu này, cái mục đích của nó, cái ý nghĩa của nó là thế này. Nếu mà bây giờ Tâm nhìn lên trên thì Tâm sẽ thấy là hai vợ chồng là những cái người nghệ sĩ, cuộc đời đều bay bổng và mình có những cái lúc mình thăng hoa, mình bay lên. Cho nên là nếu mà khi nhìn vào chúng ta sẽ thấy ngay ba cọng lông vũ. Ba cọng lông vũ này làm hoàn toàn bằng crystal, tức là bằng pha lê đó. Thà gì á, mấy cái nhà vô là để nguyên một cái chùm chandelier đúng không? Đúng rồi. Đó, thì ở đây là một cái chùm chandelier nhưng mà nó là ba cọng lông vũ. Đó, wow. Là cái đèn bằng cọng lông vũ. Thì nó đại diện cho gia đình của Phương, hai vợ chồng và con gái. Thì là ba cọng lông này. Dạ. Thì cho nên nó bay bổng lên, mình nhìn thấy nó đi cùng với cả cái phù điêu, với cả cái gió xoáy này, nó đưa bay cọng cọng lông lên. Dạ.
Anh ơi, dạ hoa nó đẹp một thì mình thấy cái bàn nó đẹp tới 10 lần nha anh. Cái bàn đẹp quá anh. Cái bàn này là một cái bàn mà mình cũng đặt để làm theo cái ý của mình luôn. Ở mặt trên ấy thì nó là cái khảm sừng bò. Là gì? Khảm sừng bò. Cái này nó là sừng bò, cái sừng bò ở Nam Phi. Thì họ cắt ra thành từng miếng này xong họ ghép vào với nhau, họ khảm theo cái hình này. Nhưng mà đặc biệt là ở dưới ấy, thì là cái chân của nó. Nếu mà tâm nhìn xuống dưới này thì thấy là nó giống hình trái thơm. Hương gọi là trái thơm đấy. Tại sao biết đâu? Người Bắc gọi là trái dứa. Đúng rồi, người Bắc thì gọi là trái dứa. Nhưng mà ở nhà thì Hương người Nam cho nên gọi trái thơm. Mà tại sao Hương lại chọn trái thơm? Hương nói là hương là thơm. Cho nên là trái thơm nó là cái gì nó Hương rất là thích. Và đặc biệt là nghệ sĩ ấy, ở ngay cửa vào mình có một cái trái thơm này thì nó thơm, nó là một cái gì nó thơm tho. Và đồng thời nghệ sĩ thì thường nói là mình đứng thì mình sẽ được khán giả, đây là có ngàn cái con mắt nhìn vào mình. Cho nên là gọi là mình có thể mình suy nghĩ một cách tâm linh theo của cái cách của người nghệ sĩ, của người sân khấu. Của sân khấu ấy, là mình là đứng trước khán giả thì có ngàn hàng ngàn cặp mắt nhìn vào mình. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bàn này của mình làm. Anh nói vậy em làm em nhớ đến hồi xưa mà Hương chỉ em cúng giỗ tổ đó. Là Hương nói trong mâm ngũ quả cúng giỗ tổ là thế nào cũng phải có trái thơm. Hương là người chỉ em làm cúng giỗ tổ như thế nào. Đúng rồi. Thì tại vì là mình làm nghệ sĩ thì Hương hay có những cái mình gọi là mình quan niệm như vậy thì mình có được cái sự yêu thương của khán giả hơn. Yes. Dạ. Hay quá. My God. Đây là không gian phòng khách đúng không anh? Hay là phòng để karaoke không? Phòng này phòng tiếp khách, rồi là có thể bạn bè vào đây ngồi hát karaoke. Anh biết sao không? Người Mỹ đó họ chú trọng vào những cái bộ ghế salon lắm. Và mỗi một cái không gian riêng, từ coi như là family room, rồi qua phòng living room, rồi có phòng đọc sách đồ này nọ, là mỗi một phòng phải có một cái ghế salon riêng. Anh đẹp quá anh ơi, sang lắm luôn á. Phương với Hương cũng chú trọng về những cái đồ nội thất như thế này. Cho nên là đồ nội thất thì mình đã chọn được một cái công ty là họ, mình đặt họ làm custom made luôn. Chứ không phải là mình mua một cái bộ đồ sẵn. Nhiều khi có những người ta sẽ mua một cái bộ bàn ghế ở ngoài tiệm, có thể là rất là mắc tiền, làm ở Ý hay là ở đâu đó. Thì nhưng mà để vô nó không có fit. Phương thì lại thích là mình làm mọi thứ theo cái ý của mình thì hơn. Nhưng mà đây là một cái công ty tại Việt Nam, nhưng mà họ lại làm hàng xuất khẩu. Họ làm hàng xuất khẩu sang những cái nước như là ở bên Trung Đông, hay là thậm chí họ xuất khẩu sang Ý, xong rồi từ Ý nó lại xuất khẩu ngược về lại những cái nước khác ở trên thế giới. Cho nên là đây Tâm có thể thấy là hiện tại bộ này còn đang chưa hoàn thiện nha. Ôi là Tâm có thể thấy là ở ngay bên cạnh đây là mình thấy những cái tấm này á. Đây là những cái gọi là khảm sừng bò. Đây là sừng bò từ Nam Mỹ, Nam Phi. Đó, tức là từ những cái con bò ở bên Nam Phi họ khảm vào đây. Đó, thì ngay cả một cái bộ này đi từ cái bộ ghế này đến cái bàn này. Và cái ghế này họ đang đợi, cho nên là họ để tạm cái này thôi. Cái này còn sẽ còn khảm miếng sừng vào đây nữa. Coi như là cái chỗ này là để cho nó giống như mấy bên đây luôn, là để một thì sẽ có những cái miếng sừng bò để mình khảm vào đó. Nó thành một cái bộ trong một cái căn phòng luôn. Coi như là một cái mình bước qua một không gian khác, là nó có một cái cách trưng bày, cái đặc trưng riêng của căn phòng đó. Và cái căn phòng này đặc biệt là có một cái bộ đèn mà có lẽ là Tâm chưa có để ý tới. Trước tiên có lẽ là nếu như mà Tâm đi một vòng đi, Tâm ra đây, Tâm đi một vòng từ ngoài này vào. Mọi người thấy chưa, tôi vô đây chỉ có mình tôi mới được review hết căn nhà này như vậy thôi. Anh ơi, Tâm nhìn thấy đây là những cái viên pha lê. Mình thấy những chiếc lá mình thơ lê. Nhưng hay là bây giờ Tâm đi thử một vòng, Tâm nhìn thử xem là có cái thấy cái hình gì ở trong cái chỗ đèn này không. Nó sẽ tạo ra một cái hình rất đặc biệt lắm. Vậy hả? Rồi giờ đi một vòng. Đi một vòng. Đi chậm lại. Em thấy đi vòng vòng mình hơi chắc chóng mặt á. Đi vòng vòng em thấy chóng mặt thì khó. Rồi đứng lại chỗ đó. Rồi Tâm ngồi xuống luôn đi. Em thấy giống con, giống như hình con một cái nốt nhạc. Phải không? Đúng rồi. Đây là cái hình cái khóa son.
À, oh, ok, hình một cái next. Trời ơi, nãy giờ anh đâu, em đâu có cảnh, em đâu có cần phải đi một vòng đâu. Em chỉ cần ghi, em nhìn lên là em đã thấy cái nốt nhạc rồi. Nốt nhạc son. Trời ơi, em là hài sĩ nhưng mà em vẫn có một chút kiến thức về âm nhạc. Anh làm cho em rối luôn á. Thì tại vì là căn nhà của nghệ sĩ mà thực ra là bây giờ để trưng cái gì mà nó đặc trưng cho bên hài hay bên kịch thì hơi khó. Dạ đúng rồi. Cho nên là trưng những cái gì mà nó có cái liên quan đến âm nhạc nên nó dễ hơn. Quá hay luôn. Dạ. Thì đấy thì phòng thì mình ngồi hát karaoke hay là mình nghe nhạc thì mình có cái khóa son âm nhạc. Dạ nhưng mà em nghĩ rằng là anh Phương với bé Hương với con gái á, vì mình là người nghệ sĩ, mình có cái nghệ sĩ tính trong người, và em nghĩ rằng là một cái hay nữa em thấy ở nơi anh Phương đó là cái mình phải nhìn được cái whole picture, có nghĩa là anh phải nhìn được bản vẽ rồi anh phải tưởng tượng là khi nó lên vậy, nó ra như vậy nó mới đẹp. Thì Phương có một cái người bạn là làm đặc biệt với những cái loại đèn đặc biệt này, cho nên là nãy cái bộ đèn mà ba cái cọng lông vũ ấy, rồi là ngay cả cái bộ đèn khóa son này cũng là do bạn ấy làm, và đặc biệt bạn còn làm một cái đèn ra đây, mình cũng nên đi xem là để Phương giới thiệu luôn. Trời ơi, đây từ đây Tâm có thể nhìn sang. Đây là cái bên phòng, bên kia là cái phòng phòng ăn. Phòng dining room. Phòng dining room. Nhưng mà bên Mỹ được gọi là dining room đúng không? Nhưng mà bên Mỹ thì thường mình thấy dining room nó bị là một cái căn phòng. Mình cảm thấy là nó bị gò bó lắm. Mà nó không có cái không gian. Cho nên là Phương muốn làm có một cái không gian rộng ở đây, open. Cho nên là khách mà đến nhà là đây ngồi ăn rồi là đi qua đi lại luôn. Và đặc biệt là ở trên này đây mình nhìn thấy ngay một cái đèn này nó không chỉ là một cái đèn bình thường, mà mình tại vì mình là nghệ sĩ cho nên là đã làm cái đèn này bằng pha lê, nhưng mà sẽ thấy kết hợp của những cái thanh pha lê màu trắng và thanh pha lê màu đen, nó như công là những cái phím đàn. Nó cũng là một cái gì đó là bay bổng. Người nghệ sĩ mà mình phải có gì nó uốn lượn đó. Thì đây là những phím đàn làm bằng pha lê. Với lại cái dàn đèn này ấy, là Phương phối hợp với cả cái bạn làm thiết kế ấy. Phương thì biết là có những cái dàn đèn nó có những cái uốn lượn này làm bằng pha lê. Thế nhưng mà tại vì là mình có một chút âm nhạc vào trong đó, thì cho nên là Phương từ đầu Phương định là làm theo đúng cái phím đàn piano, tức là ba cái phím đen, xong lại hai phím đen, ba phím đen, hai phím đen lẫn lộn với những phím trắng, thì nó sẽ thành cái hình tượng của đàn phím piano. Nhưng mà làm thế sau thì tự nhiên xong thấy nó bị bình thường quá, nó bị thực quá. Cho nên là mình để cho nó có một chút là gọi là nghệ thuật bay bướm hơn. Thế nên Phương xen kẽ, lúc thì 3, lúc thì 2, lúc thì 1. Có khi là đấy nó lẫn lộn và thì người ta nhìn vào người ta vẫn nhìn ra, à những người nào mà hiểu về cái âm nhạc thì người ta nhìn ra được đây là cái phím piano. Anh chị đã để một cái không gian nó rất là nhẹ nhàng, rất là thư thản để mà mình nạp lại cái năng lượng để cái ngày mới mình lại có tràn năng lượng ra để mà mình làm những công việc tích cực. Em thấy quá hay luôn. Tại vì Phương nghĩ là mình cả đời mình làm nghệ thuật thì mình nên có một cái không gian về nơi ở của mình cũng có cái gì đó nó bay bổng và nghệ thuật hơn. Thì tất cả những cái dàn đèn như từ nãy Tâm có nhìn thấy là ba cộng lông vũ, cái khóa son hay là cái dàn đèn này thì hoàn toàn là mình làm việc với cả cái người thiết kế ra để có những cái dàn đèn này là riêng, có nghĩa là độc nhất vô nhị trên thế giới luôn. Em biết, nhưng mà chẳng hạn như giờ nếu mà ai coi vlog người ta thích đi rồi, ta muốn đặt giống vậy rồi, không lẽ mình không biết là ở đâu có ai có copy lại làm thế nào hay không thì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn là cái người thiết kế cho Phương này sẽ không có làm lại bộ thứ hai. Coi như là họ chỉ làm đặc biệt riêng. Họ có thể tạo ra cho những khách hàng khác những cái gì đặc biệt riêng của họ, nhưng mà sẽ không có bộ thứ hai, sẽ là độc nhất vô nhị. Quá tuyệt vời. Anh Phương ơi, em nói thiệt luôn á, với cái đèn này thì em nghĩ nó phải đi chung với cái bàn dài này giống như vậy nó mới vô. Chứ bây giờ nếu mà anh có đặt một cái đèn giống vậy đi mà nó không có một cái không gian, nó không có một cái bàn dài thòn lòn giống như vậy thì để vô nó cũng không được nữa anh. Đúng rồi, là khi mình làm cái đèn này ấy, thì thực ra cái bạn làm đèn này mới giới thiệu cho mình cái bạn làm cái bàn này. Là bởi vì cái bạn làm nội thất là cái bàn thì bạn làm những cái đồ này rất là sang trọng và rất là đẹp. Nếu như bạn để ý kỹ ở đây thì là thấy những cái chấm chấm li ti này. Nhưng mà thực ra nó chấm li ti này nó không phải là mình sơn lên, mà từng mảnh của cái vỏ trứng. Cái này gọi là khảm trứng, khảm vỏ trứng. Khảm xà cừ, rồi bây giờ có khảm trứng. Tức là cái vỏ trứng người ta đập ra, xong là người ta lấy từng mảnh này, xong chấm ra để tạo ra được cái những cái hình như thế này. Cho nên là nếu như có bao nhiêu cái chấm chấm như thế này thì gần đấy
cái miếng vỏ trứng là người ta phải làm bằng tay, người ta lấy và người ta dính vào, người ta lấy rồi dính vào. Giống như là mình giống như là đơm xương sao hộc lụa cho áo quần á, phải không? Là mình phải lấy từng cái mình đắp lên. Dạ. Và sau đó là họ làm một cái lớp sơn mài lên. Thực ra nói một lớp thì không có đúng. Yeah. Một cái bàn này là hình như là đâu như là 15 hay là 16 lớp sơn mài, là tức là họ sơn lên xong họ mài đi, sơn lên mài đi, sơn lên mài đi để cho nó được cái độ dày và độ bóng như thế này. Cái người làm ra cái này thực ra mình có thể gọi là những người nghệ nhân. Phương với cả Việt Hương cũng đã đến cái cơ sở mà người ta sản xuất những cái này để xem họ làm, để mình hiểu được. Và khi mình hiểu được họ làm những cái này thì mình trân quý được cái giá trị của cái sản phẩm. Nhưng mà họ khảm vỏ trứng này đó là khảm bàn rồi khảm ghế rồi khảm máy hay chị hay là đây này, bây giờ nếu như mà Tâm để ý nhìn vào những cái bàn ha, rồi ngay cả những cái hộp mà giấy, hộp khăn giấy này của Phương này, đây cái những hộp hũ tăm này là họ cũng làm luôn đó. Nó chi tiết này đó, thì ngay cả trên cái ghế này, cái lưng ghế này, thực ra cái ghế này là ghế do Phương với cả Hương thiết kế luôn. Phương vẽ cái bản vẽ để đưa cho người ta làm, rồi là Hương có cái ý tưởng rồi làm cái miếng khảm này đằng sau lưng này luôn này, là cũng từ cái bộ bàn ra để cho nó đi theo một cái bộ với nhau. Dạ dạ dạ, trời ơi, feel so good. Đấy, tất cả những cái lưng này, cái này thực ra là ở Việt Nam mình thì cũng có, nhưng mà để làm khảm trứng cho một cái bàn như thế này thì chắc là ít người làm. Và đặc biệt làm cho một cái bộ bàn ghế và bộ bàn ăn như thế này thì chắc là Phương nghĩ là chưa có mấy ai làm. Dạ. Ừ. Lâu không anh? Mấy tháng trời. Oh my god. Tại vì Tâm cứ tưởng tượng từng cái hạt này là họ phải làm, mà ngồi lúc mình đến là họ độ 5-7 người ngồi, người ta chấm từng tí một này. Mà đến mà Phương là một người rất là kỹ tính. Chấm là nó không đều hay là bị dày quá hay là mỏng quá hay là không có đều ấy, là Phương nói làm lại. Nên họ lấy ra và làm lại. Cho nên là, nhưng mà đúng là cũng được cái là người ta là những người nghệ nhân mà người ta làm tay nghề cao, người ta làm cũng mình không phải chỉnh sửa nhiều và người ta cũng thương nhiều nghệ sĩ, cho nên là người ta làm rất là vui vẻ mà làm theo ý mình, cứ nói là Phương muốn làm sao là họ sẽ chỉnh theo như vậy. Nãy giờ chương trình chuyện đàn ông mà em nói thiệt luôn, không có nói chuyện về chuyện đàn ông, em lo nói chuyện về đồ vật ở trong nhà không, nhưng mà nó mê, nó đã không, đúng không quý vị? Tại vì thật sự luôn á, không thể nào mà mình bỏ qua cái chi tiết này hết á. Nhưng lúc mà mình đi review nhà của anh Phương thì mình cũng phải thấy được một cái tính của đàn ông của ảnh, đó là ảnh rất là tiểu tiết. Thầy ghét quá à. Lá trầu bà mà thiệt á, giống như là bà nội, bà ngoại người ta sao mà nó bự, thù lù, thấy thương dễ sợ luôn vậy á. Trời ơi, hai cái trầu bà nó đã sao luôn. Ủa rồi cái này là mình ai chăm sóc anh? Thì mình có người phụ về phần làm vườn. À, mình có người làm riêng. Nhà còn hoa tươi cắm ở đây là là Phương thôi. Là Phương thôi. Hoa trong nhà này là đều Phương cắm. Nó có gì đó nó sai sai nhỉ. Cho nó là đúng đi. Cho nó là đúng đi. Anh rồi thì mình đi tiếp nhỉ. Anh em không có thích mít lòng những người giàu có. Anh nói đúng là anh thấy nó đúng thôi à, chứ không có gì hết á anh. Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ Phương muốn giới thiệu với Tâm đi tiếp về vào cái bếp. Nhưng mà trước khi đi vào cái bếp thì Phương cũng giới thiệu chẳng hạn như là Phương muốn có những cái gì đặc biệt ấy, thì cái tấm kính mà mình đang nhìn ở đây thì nó chắc là nó không giống những cái tấm kính mà thường mình hay thấy. Nó khác cái tấm cái kiếng. Nhưng mà nó là kiếng đó. Nó là kiếng đó. Nhưng mà kiếng này gọi là kiếng đúc. Thì cho nên là Phương đã đi tìm rất là khó để tìm ra được một cái chỗ mà người ta làm được cái loại kiếng này, thì làm được cái vân theo mình muốn. Và làm chẳng hạn như ngay cả cái cánh cửa đây, cái tay nắm này cũng là đều là custom made. Rồi là Phương làm cái viền của cái kính để đi theo cái tay nắm này. Thì tất cả những cái chi tiết đó, cái kích thước, cái chi tiết bản vẽ các thứ là đều Phương vẽ hết. Chào đón quý vị đã đến với kênh ẩm thực của Hoài Tâm Food Network. Em nói chơi thôi, tại em bước vô trong cái không gian nhà bếp này. Đó, thấy chưa, quý vị vừa thấy không, em mới vừa thấy, hay quay qua là thấy chùi đấy. Cái con người ta kỹ càng sạch sẽ. Thì có nhiều khi em thấy em soi được cái mặt em xuống dưới đây luôn. À, đây là cái không gian bếp của anh Phương với bé Hương.
Đây là nơi mà mình sẽ nấu những bữa ăn. Mình ăn trong nhà. Trong nhà thì mình có một cái bàn nhỏ nhỏ này để gia đình ăn thôi. Còn ngoài kia là khi mình có khách đến thì mình sẽ mời khách ngồi ăn ngoài đó. Quý vị có biết không, anh Phương là người Bắc và bé Hương là người Nam. Dạ, và một cái điều mà bật mí cho quý vị biết là bé Hương tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn đó là tâm biết á, là chiều chồng lắm, thương chồng lắm. Ở ngoài đường á, thì quý vị thấy hồi Việt Hương là trời ơi miệng bằng tay miệng nói rồi chứ về nhà trời ơi bà yểu điệu thục nữ lắm, bà không có làm. Và cúc cung tận tụy, và quan trọng là nấu đồ ăn Bắc rất ngon. Đây là cái điều bất ngờ ấy, tại vì là thực ra là trước quen với cả Việt Hương ấy, thì trước Việt Hương không có nấu nướng, tại vì ở nhà Việt Hương là người mà đi ra đường làm việc thì ở nhà luôn có mẹ là nấu. Và sau đó là rồi là mẹ mất thì hay ở cùng với chị, và chị là người nấu, chị gái của Việt Hương. Nhưng mà những người đó lại chưa bao giờ được ăn đồ của Việt Hương nấu, là bởi vì mỗi khi Việt Hương có nhà là mọi người nấu cho Việt Hương ăn rồi. Có Phương là số hưởng. Nên là mình người Bắc mà mình ăn kỹ tính, cho nên là bà xã đi tìm cách để học về những cái món Bắc. Cho nên là chẳng hạn như là miến gà này, nem cu bể này, rồi nói chung là một loạt những cái món Bắc là bà nấu. Là thực ra là thậm chí là có lần nhạc sĩ Phú Quang sang nhà chơi mà cô ấy trổ tài, cô nấu cho chú Phú Quang ăn. Chú Phú Quang còn bảo là chú là người Bắc mà con là dâu là người Nam, và nấu như thế này thì chú cho 10 điểm. Anh Phương là nhạc sĩ thì quý vị biết ngày thường là ở nhà, cho nên anh đóng phòng thâu lại suốt ngày, chỉ tập trung là cứ từng tưng 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 phải hòa âm phối khí rồi dạy học sinh. Cho nên là ngày thường anh bận rộn thì anh không có thời gian phải lo cái công việc mà giống như là trong cái phòng thâu. Và quan trọng là có đứa con gái là Eliza, cũng là con nuôi của em. Dạ, thì anh Phương có nhiệm vụ đưa rước và chăm sóc con dạy dỗ. Cái đó là cái mà một khi mà Việt Hương quay trở về Mỹ từ Việt Nam ấy, là Phương không vào bếp. Phương chỉ vào bếp khi mà cô không có nhà. Một khi cô có nhà là mình không vào bếp, là bởi vì thế này, cô đang nấu này mà mình nói em làm kia, em làm nọ, là bà không khoái. Cho nên là bà người nấu, mà Phương là người dọn. Phương rửa bát rồi là rửa chén, là xong, ăn xong là Phương là người dọn. Nhưng mà nấu nướng là Việt Hương vào bếp là không có ai vào bếp được. Vợ chồng, dạ, đồng vợ đồng chồng, tắt biển đông cũng cạn, anh chị là quá tuyệt vời. Dạ, bây giờ mình cái không gian bếp em thấy nó xong rồi, không mấy giờ mình, dạ, mình đi cái không gian khác lên nhà mình 4 tầng lầu lận mà. Ok, rồi mình đi tiếp ha. Dạ, đi anh. Ê, thơm đi đường này. Đi đâu? Bên này. Ủa, mà nãy mình đi vô đường này mà. Thì mình đi chỗ này là chỗ nào, nhà khắp mọi nơi là mình đi thông thoáng với nhau. Nhà giàu nó vậy đó quý vị, cửa nó thông hết mọi nơi, em giống như lạc vô cái gì động vậy. Trời ơi, đó đèn rút luôn không em. Ui, ở đây là đi qua đây, cái nhà nó đi một vòng. Đây là gì anh, phòng gì? Đây là một cái gọi là cái powder room á. Ủa, trời đất ơi, có cái phòng này nữa. Thì mình làm một cái phòng khách cho nó đẹp thì mình phải có một cái phòng gọi là phòng powder room cho khách. Chẳng hạn như là các chị các cô mà tới nơi thì có thể là vào đây để mình chậm phấn. Thực ra là phòng nó còn, nhà nó còn nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh lắm, chưa xong. Đây đáng nghĩa là còn một cái ghế rất là đẹp. Ghế đang làm mà vẫn chưa xong. Rồi mình đặt một cái bàn nhỏ nhỏ ở đây để mình đặt một cái bình hoa hay là cái chỗ mà để họ để cái bóp. Xong họ vào đây thì họ ngồi đây, họ trang điểm rồi ra rửa tay. Đây là một cái mà Hương rất là tâm đắc và Hương muốn làm cho khách cho vào cái thoải mái. Sướng quá à. Khách tới nhà anh Phương với bé Hương, trời ơi tỉ mỉ luôn, trời, có một cái phòng riêng, trời ơi rất mỹ. I like it. Thì những cái này cũng là một cái mà đặc biệt, tức là nó là đá hết. Nhưng mà đá xong mình cắt được CNC, xong họ file để cho nó tạo ra được những cái đường nét này. Trong này chẳng hạn ngay cả những cái kính này, cái gương ấy, thì xung quanh Phương cũng bọc luôn da. Đó, bọc da. Không, anh chị đúng là very very tỉ mỉ. I can be like this. Còn phía bên này chẳng hạn thì Tâm có thể thấy là cái bồn rửa tay lavabo thì mình thay vì mình làm bình thường người ta vẫn làm màu trắng,
Thì bây giờ mình làm màu này, nhưng mà đặc biệt là bởi vì cái tường này nó có những cái đường nét, nó có một cái vân màu nâu, thì cho nên mình chọn cái này, nó có những cái đường nét nó vân nâu đồng vàng như vậy, thì để cho nó thích hợp hơn với cả cái căn phòng. Lâu mà em mới nghe cái chữ lavabo, đây mình gọi cái sink thôi. Thì bởi thế này mình nói lavabo mà bên kia thì mình gọi sink. Ok. Hay nói sink cũng được ha. Dạ em nghĩ mình nói thì nó sink đi ha. Ok. Yeah, yeah. Hai cô này Tâm nhớ mua ở đâu không? Em nhìn cái chỗ này em mình mua ở bên Mỹ đó. Z Gallery. Dạ. Em thấy nó rất quen. Hôm đó đi cùng Tâm đó. Dạ. Em là fan cuồng của chân home decor, có nghĩa là quý vị biết mà ở bên Mỹ nó có một cái có rất là nhiều tiệm bán đồ mà home decor thì anh Phương với bé Hương qua là rảnh rỗi là lại thích đi mua cái đồ. Cái đợt đó là mua xong là nhờ Tâm gửi về đến mấy chục thùng đúng không? Dạ, 23 thùng thì phải. 23 đồ trang trí nội thất ở đây là gửi về lại bên đây 23 thùng. Chén dĩa, có nghĩa là phải gửi bằng cargo đó quý vị. Mình cũng có một cái toilet đàng hoàng cho khách thì để khách có thể enjoy khi vào đây. Wow. Trời ơi. Mọi thứ trong nhà thì mình cũng muốn là cho nó thật là tiện nghi cho khách, rồi là hay là cho người trong nhà sử dụng. Anh ơi, cái này thường là người ta chỉ để trong phòng riêng thôi, mà anh để cho khách của anh Hoài Phương với chị bé Việt Hương là sướng quá. Được take care kỹ lưỡng lắm, cái này là mình trân trọng đó. Dạ. Mặt internet. Bàn số 3 bếp lên chưa? Không, cái đó của bàn số 2. Không, bàn số 1 đúng rồi. Bất đồng ngôn ngữ, làm chủ như làm công. Cút cút không lo mất internet, đa ngôn ngữ. Cuối cùng thì ngộ cũng hiểu nói với cái gì rồi. Trong bếp mà dơ quá. Cút cút tự động tính lương cho nhân viên, quản lý tiệm từ xa. Cuối cùng tôi cũng được đi vacation. Mac USA, giải pháp hàng đầu cho người Việt Nam. Cái này là sao anh? Cái đèn này là nó có đi chung với mấy cái đèn kia không? Cái đèn này ấy, thì không phải là cái đèn đặc biệt mà mình tự tạo ra, mình chế ra. Nhưng mà nó cũng là một cái đèn mà Phương ít thấy ở trên thị trường. Cho nên là Phương mới chọn lại cái đèn này thì đó. Tức là mình có chọn là có thể một cái này hay là hai cái hay là ba cái hay là bốn hay là mình có thể thêm vào, cho nên là Phương đặt vào đây cùng với cả họ là mình sẽ là cái người đứng ở cái này, đặt ở vị trí này, đặt vị trí kia để làm sao để cho nó tôn vinh được cái cầu thang này. Cái cầu thang này là cái dàn cầu thang chắc là cũng không có nhiều, là bởi vì nó làm bằng inox mà từ dưới lên trên này luôn. Cầu thang bằng inox. Nó bằng inox ha. Là stainless steel đấy, nhưng mà xong là mình tạo ra được cái này nó gọi là kiểu như là giả cổ. Anh nói cái này là stainless steel hả? Stainless steel. Rồi mình đẩy phối màu lên cho nó làm như là tưởng nó là gỗ nhưng mà nó là stainless steel. Đó. Nó kiểu như dạng giả cổ, giả đồng cổ vậy. Dạ, stainless steel thì hơi mắc cả bạn. Dưới nguyên của cái khung này nữa, trời đất ơi. Quá đẹp luôn anh ơi, quá sang. Hình như em nói thiệt anh nha, cái dàn đèn này em cũng không có thấy ở đâu hết. Anh nói rằng là cũng có thể là có chỗ khác đó có, nhưng mà em chưa thấy. Dạ, coi như là đối với em nó vẫn là độc nhất vô nhị. Cô Long có lòng em. Cái cách trưng bày này là phải rất là mỹ, là tại vì đi vô một cái không gian là phải có một cái bộ ghế salon liền. Ngay đây là vô, đúng là vô chỗ này mới có một bộ ghế salon đâu, nhưng mà tự nhiên đặt một ghế salon thì nhìn thấy nó sang trọng. Thì đây là một cái sảnh cho cái tầng 2 này, chỗ để mà chẳng hạn gia đình hay là mình có thể ở đây mình ngồi nói chuyện chơi ở đây. Và đặc biệt là có một cái bức hình của cô gái kia. Wow. Đây là bức hình của Việt Hương mà khi Việt Hương cạo đầu để đóng bộ phim phim Sáu Chùa đó. Sớm Chùa. Đạo diễn Mr. Tô có đặc biệt có một cái vai là để làm sao tạo hình khác với cả Việt Hương bình thường, cho nên là Việt Hương đã cạo cái đầu. Em nghĩ là ý kiến của Mr. Tô là bắt phải cạo thiệt cho nó để cho nó để cho nó cho nó thật luôn đúng không? Nó như là mình đi tu thật đấy. Đây là một cái bức tranh vẽ của một cái bạn khán giả
mà rất là yêu thích Việt Hương, cho nên là vẽ từ cái bức hình của Việt Hương để đặt vào đây. Chắc là bà muốn quản lý mình ngồi đây mình nói chuyện gì, mình nhiều ngồi lên mình sợ, không dám nói lung tung ấy chứ. Không, này là răng đe. Chắc vậy hả? Wow, một cái không gian cái này là tầng thứ nhì. Ủa, tức là đấy, mình ở đây là mình có thể nhìn thấy được những cái cọng lông vũ bay lên luôn. Trời ơi, anh Phương ơi. Em rờ được anh Phương rồi. Đây là những hạt pha lê nhỏ ấy Tâm. Cho nên là họ đan này vào ở nước ngoài chứ không làm được ở Việt Nam. Cái này là thiết kế và dựng lắp đặt ở Việt Nam, nhưng mà để làm sản xuất cái này thì đúng là vẫn phải sản xuất ở bên nước ngoài. Những viên pha lê crystal thiệt nha quý vị. Oh my god. Đã quá. Đẹp quá. Quá đẹp luôn anh ơi. Ôi là coi như là nhà cửa xong rồi mình mới treo vô. À, tại vì cái pha lê này nó sáng là nó phải sạch. Yeah. Cho nên là khi mà mình làm các công đoạn khác mà còn bụi ấy, thì là họ không có lắp vào, cho đến khi hoàn toàn là không còn bụi nữa thì họ mới lắp những cái đèn này lên. Nhưng mà ý tưởng ba cái lông vũ này đó là từ khi nào, lúc mình dọn vô là mình đã hay là mình không? Phương nhìn thấy một cái tác phẩm của bạn đó làm, nhưng bạn làm là cái lá chuối. Cái lá chuối thì vào đây thì mình không có thích lắm. Đúng rồi, vừa vô nhà thấy chuối nhủi liền đâu được. Nhìn ấy cho nên mình mới nói là mình muốn là có cái ba cái cọng lông vũ nó bay lên thì nó sẽ yeah, nó sẽ hay hơn. Cho nên là Tâm có thể thấy là đây nó bay lên và cùng đan xen với cả những cái ngọn gió đây, mình thấy nó cuốn cái ba cái cọng lông vũ này lên. Thì cái ba cái cọng lông vũ này lên tiếp theo nữa, chốc nữa thì Phương sẽ giới thiệu cho Tâm biết là nó còn xuất hiện ở trong căn nhà này nữa. Oh yeah. Nó là một cái câu chuyện xuyên suốt luôn. À, rồi là nãy Phương có nói là Tâm có một cái căn phòng ở trên này thì bây giờ Phương sẽ giới thiệu. Ủa, qua phòng em chưa? Ở trong này là cái chỗ mà Phương có cái căn phòng để cho khách, và đặc biệt căn phòng của Hoài Tâm thì nằm ở đây. Phòng của em ở đây nha quý vị nha. Em có 10% trong căn nhà này nha. Đây, xin mời. Đó, em có 10% trong căn nhà này. Tại giường ngủ của em. À, mèo. Vèo lên cùng với bà Tâm luôn này. Mèo phóng lên với bà Tâm luôn à. Rồi, và đặc biệt là cái căn phòng này Tâm có một cái view rất là đặc biệt. Đó là view sông, River View. Nhìn ra sông Sài Gòn đàng hoàng nha. Em nghĩ chắc buổi tối là rất đẹp nha. Khi mà đèn nó lên xong xuôi rồi, xung quanh là giống như là ngàn sao lấp lánh. Dạ, em chịu. Ok, rồi. Rồi, em có phòng riêng. Ôi, mấy cái ở đây là coi nó tường cách âm đồ hết anh ha. Thì Phương muốn làm cái này để cho nó ấm áp thôi. Thay vì là mình làm gỗ thì mình làm bằng cái bọc da này thì nó thấy nó ấm áp hơn. Giới thiệu với cả nhà, đây là không gian riêng của em. Dạ, mai mốt em về mà kiếm em không ra thì cũng thể đến cái mansion này ở bên Vạn Phúc City nhé. Sẽ thấy em chạy bộ ở đây ngoài phố. Thấy em chạy bộ ngoài sông. Dạ, ngồi đi. Nhà phòng của em có code đàng hoàng nha. Ủa anh, cái này là fingerprint hả? Có cả fingerprint luôn. Có fingerprint này, có code luôn. Thì Tâm về là sẽ có code để cho Tâm. Okay, it's my birthday. Thì trong nhà hầu như tất cả khóa là mình làm khóa thông minh. À, gọi là khóa thông minh à. Smart lock. Smart key, smart lock. Smart lock. Thì bây giờ mình đi tiếp vào cái căn phòng này thì không biết là Tâm có thể đoán xem căn phòng của ai được không? Anh cứ mở ra, em sẽ đoán cho anh coi. Này là fingerprint. Nó là face ID luôn. À, face ID nữa. Wow. Ghê ha, smart lock giờ khủng khiếp ha. Fingerprint, rồi face, rồi số. Rồi, xin mời Tâm vào trong. Chả bác quan hãy bình thân. Rồi, phòng của ai? Dạ, đương nhiên là phòng của con gái em, Eliza. Anh hỏi một câu, em thiệt luôn. Anh nghĩ sao mà em nhìn vô như vậy mà em không biết phòng của con gái. Nhìn vô là em đã thấy búp bê đồ này nọ, chân là em đã biết. Dạ, em thích cái màu là em đã biết là màu của con gái rồi. Con gái đặc biệt là thích màu xanh. Màu xanh là màu xanh này con gái đã chọn này. Yeah. À, nhưng mà vẫn là con gái cho nên mình vẫn muốn có một chút màu hồng chút trong màu này hồng. Đó, yeah. Cho nên là Phương muốn pha trộn cái bộ đèn này cũng là đặc biệt là cũng có cái bạn đó làm. Bộ đèn màu xanh cùng với một chút ghế màu xanh. Nhưng mà sang bên này thì mình lại có những cái màu hồng. Cái này là cái phòng để con gái
để quần áo, thay đồ. Nhưng còn sang bên này là cái phòng tắm và đồng thời đặc biệt có một cái jacuzzi để con nằm hưởng thụ ở đây. Đây là khăn của ba Tâm đem bên Mỹ về cho con đó. Đúng rồi. Con hãy nhìn nha. Elisa, ba đem khăn này về cho con. Bao nhiêu đồ đạc là ba chỉ để dành đem về cho con thôi Elisa. Trời ơi, jacuzzi cái này sướng ghê không? Wow, nó nhiều nút quá hả? Nó nhiều là máy đánh đả lắm luôn. À, em biết. Ôi, ấy ấy. Rồi, bây giờ mình nhìn lên trên tường thì là thấy là đây là cọng cọng lông vũ của con đã bay lên trên này. Đó, thì trong phòng của con là có một cái cọng lông vũ giống như là ở dưới, nhưng mà cái này thì nó màu khác một chút để nó đi với cả cái căn phòng này hơn. Yeah. Thì là chọn là cái pha lê màu vàng nâu. Và bây giờ mời Tâm vào cái phòng ngủ của con. Ô la la. Trời ơi, con nè, biết rồi, cái này cái con gái thích màu xanh. Thì căn phòng của con thích màu xanh cho nên là mình phải có một chút màu xanh ở khắp nơi. Bên kia nãy mình thấy ở cái ghế rồi, thì bây giờ là cái giường của con là màu xanh. Trong nhà thì rất là nhiều gấu bông. À, đây có cả một cái này là của fan. Fan tặng. Fan của mẹ nhưng fan mà là làm con gái. Là fan của con luôn, cho nên là tặng em Eliza Phương Vi luôn. Đó. Oh, so cute. Bé Hương là con gái mà bé Hương ít có thích màu hồng nha. Đúng rồi, để chốc nữa Tâm lên kia sẽ thấy những cái màu mà Hương thích. Dạ, con gái của em đơn giản lắm quý vị. Birthday đồ này nọ em không cần phải mua một cái gì nhiều ấy. Con gái của em là thích đọc sách. Dạ, nên Mỹ về em chỉ mua vô trong Barnes & Noble đó, em mua một đống sách. Và cái này là tại vì bà nội là mẹ của má của Tâm á thích chơi cái này. Word puzzle. Dạ, cho nên là con gái cũng thích chơi theo. Con dạ. Gái thỉnh thoảng hồi đấy là cứ hay sang chơi với bà, tại vì yeah. Bà chơi cái này rất là giỏi mà yeah. Eliza thích luôn. Cho nên Eliza thích cái này, xong rồi Eliza cũng lâu lâu để chơi, nên là ba Tâm mua để cho con lâu lâu nhớ thì ngồi chơi. Nhưng mà con gái thì thích đọc sách rất là nhiều. Một trong những thứ mà ba Tâm già có thể afford được để mua cho con. Đây, ba Tâm có nhớ con gấu này không? Oh my god. Đây, trời ơi, cái con gấu này là lúc còn nhỏ là Eliza thích cầm theo lắm. Đi nó ra. Ngủ là nó phải có cái con phải gấu này. Con này. Không, mà có con khác nó không chịu, nó không ngủ. À, không có con khác là không được. Đi hồi đó mà đi anh nhớ mà mình đi Hawaii rồi mình đi show. Trời ơi quên mất cái con này xong con không có ngủ được luôn. Oh my god. Rồi sao đem về đây luôn. Đó thì là từ đó giờ là đi đâu là cũng phải mang theo. Nhưng bây giờ thì không có ngủ với con này nữa rồi, nhưng mà vẫn phải để đây. So cute. The Secret Garden với là The Little Mermaid. Ồ, ba Tâm có đem về một cuốn mới cho con nữa đó. Trong phòng này đặc biệt là có một cái bộ đèn, mà là một bầy bướm luôn, đang bay ở trong phòng. Đó, đây là cái bộ đèn mà chú Thái đã làm tặng cho Eliza. Oh, anh ơi, anh có thể giới thiệu chú Thái cho em quen được không anh? Chắc chắn chú rồi. Chú Thái làm đèn đẹp quá. Để chú Thái làm cho Tâm một bộ đèn căn nhà mới của mình bên Mỹ đi. Ha. Yeah, ok. Yeah. Hình dễ thương quá vậy anh? Cái hình này là do khán giả tặng cho Việt Hương. Khán giả các bạn là làm cái này là cái tấm hình mà các bạn gắn thành những cái viên đá nhỏ xíu ấy. Để tạo thành một cái bức hình như thế này. Oh my god, trời ơi, cái này là biết bao nhiêu ngộ. Mấy cái này đá. Là đá đó. Tranh đá. Ở bên Mỹ thì có một bức tranh mà họ làm thêu tay. Yeah. Cũng là khán giả làm cho. Còn bên này thì có cái bức tranh này thêu của là đá, bức tranh đá của yeah, nhưng mà cái này là chắc cũng mười mấy ngàn, 20 ngàn hộp mà nó đơm. Không biết là bao nhiêu nữa, nhưng mà các bạn làm rất là kỳ công. Đây là những bạn fan cứng luôn. Cái này là hồi nào anh? Năm nào? À, cái này chắc là cũng mới nè, tại vì con gái cũng đã lớn rồi. Bây giờ em thấy hàm răng giống em nha. Hoài Tâm xin cảm ơn công ty Hoàng Trâm Jewelry đã đồng hành cùng với chương trình.